Áo Hà Giang là một chương trình truyền thống của câu lạc bộ vì cộng đồng iGo trực thuộc trường đại học FPT Hà Nội, tổ chức 2 năm một lần, nghĩa là cứ 2 năm các thành viên của câu lạc bộ vì cộng đồng iGo lại đến với mảnh đất Hà Giang để trao đi yêu thương, trao đi những tâm huyết đã được chuẩn bị trong suốt 4 tháng cho các em nhỏ nơi đây. Sau đây, em xin thay mặt cho toàn bộ ban tổ chức, các bạn tình nguyện viên của chương trình Áo Ấm Hà Giang năm tuyên bố lễ trao quà tặng cho các em nhỏ cấp 1 và các em nhỏ mầm non xã Bát Ngà chính thức được bắt đầu. Thank you.